Xin chào anh Đinh Tiến Dũng, xin chào các quý vị khán giả trong trường quay và quý vị khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Em tên là Nguyễn Thị Hoài Thu, năm nay 31 tuổi, em đến từ Thanh Hóa. Em rất vinh dự trở thành người chơi trong chương trình Ai Là Triệu Phú. Và đây cũng là lần đầu tiên em tham dự một cái game show truyền hình nên là vô cùng hồi hộp. Rất mong được sự ủng hộ và động viên của quý vị khán giả. Em xin cảm ơn ạ. Vâng. Bạn Thu đăng ký tham dự chương trình Ai Là Triệu Phú từ năm bao nhiêu ạ? Em đăng ký từ năm 2017 ạ. Đăng ký từ năm 2017. Trước đó nữa. Vâng ạ, thì em cũng có tham dự mấy vòng show lại rồi thì hôm nay mới có cơ duyên được lên trên chương trình ạ. Thế từ cái hồi mình đăng ký đến thời điểm bây giờ thì có gì khác nhiều không ạ? À, có rất nhiều thay đổi ạ. Cái hồi mà em mới đăng ký thì em mới bắt đầu lập gia đình. Vâng. Sau đó thì sinh con và đến bây giờ thì em bé nhà em đã được 3 tuổi rồi ạ. Vâng. Có thể thấy ngay là bạn khá là rụt rè. Ngay kể cả trong bản đăng ký cũng là khá là rụt rè. Vâng. Động lực chính đến với chương trình Ai Là Triệu Phú là vì hâm mộ anh Lại Văn Sâm. Anh Sâm thì nghỉ rồi. Tôi là người tiếp theo. Thì tôi thấy bạn điền trong bản bổ sung là có hâm mộ thêm cả tôi nữa. May quá. Không chỉ em mà cả gia đình em đều rất là hâm mộ giáo sư Xoay. Vâng, tôi cũng suy nghĩ về việc ấy lắm. Tại vì là nhiều người thì cho rằng là giáo sư Xoay thì thường là độ tin cậy không cao lắm. Mà tại sao lại cho dẫn chương trình Ai Là Triệu Phú? Vậy thì không biết là có làm gì hại người chơi không. Thế nhưng tôi khẳng định với bạn như này: giáo sư Xoay thì là người là có thể trả lời mọi câu hỏi không quan tâm đến việc đúng sai. Còn riêng tôi thì tôi sẽ không trả lời câu hỏi nào trong chương trình này cả, mà bạn mới là người trả lời câu hỏi của chương trình. Tôi chỉ có thể giúp cho bạn bình tĩnh trước mỗi câu trả lời. Hôm nay bạn đến chơi với chúng tôi cùng với ai ạ? Em đến chơi với bạn đồng hành hôm nay cùng với em là chị gái của em tên là Nguyễn Thị Hiền ạ. Vâng, xin chào bạn Hiền ạ. Em chào anh MC ạ. Vâng. Em là Nguyễn Thị Hiền ạ. Em là chị gái của Thu và là bạn đồng hành với Thu ngày hôm nay ạ. Là nhà mình được mấy chị em ạ? Nhà em chỉ có 2 chị em gái thôi ạ. Có 2 chị em gái. Dạ. Từ bé đến lớn là mình thân thiết nhau đấy chứ? Hay là thường thường chị em gái có hay tranh soi gương hay là tranh son hay tranh phấn gì của nhau không? Chắc là ngày xưa thì cũng hay đánh nhau lắm ạ. Lớn lên thì thân hơn ạ. Vâng. Chúng ta dành một tràng pháo tay đến người bạn đồng hành của bạn Thu ạ. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Từ nào sau đây dùng để chỉ màu sắc? Cánh gián, cánh rơi, cánh ngan hay là cánh quạ? Xin mời bạn. Đáp án cuối cùng của em là A, cánh gián. A, màu nâu cánh gián, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Thi sĩ là cách gọi khác của ai? Nhà báo, nhà thơ, nhà bác học hay là nhà hiền triết? Câu này thì em xin trả lời đáp án cuối cùng là B ạ, nhà B. thơ. Vâng, chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 3. Con vật nào sau đây có màu lông không giống các con còn lại? Ngựa ô, mèo mun, chó mực hay là chuột bạch? Câu trả lời cuối cùng của em là D, chuột bạch ạ. D, chuột bạch, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi thứ tư. Trên mặt một chiếc đồng hồ cơ, kim giờ và kim phút sẽ thẳng hàng vào thời điểm nào sau đây? 2 giờ đúng, 4 giờ đúng, 6 giờ đúng hay là 8 giờ đúng? Câu trả lời cuối cùng của em là C ạ. C. 6 giờ đúng. 6 giờ đúng, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 5. Năm 2021 âm lịch ở nước ta là năm Tân Sửu. Năm 2022 âm lịch sẽ là năm gì? Kỷ Hợi, Bính Tý, Giáp Thìn hay là Nhâm Dần? May quá, câu này thì em cũng có tìm hiểu trước vì là gia đình em cũng có dự định năm sau sẽ đón thêm một thành viên mới. Nên là em xin trả lời câu trả lời cuối cùng của em là D ạ. D. Nhâm Dần. Nhâm Dần. Đã tìm hiểu rồi và đương nhiên là hoàn toàn chính xác. Chúc mừng bạn. Ca sĩ Taylor Swift từng được mệnh danh là công chúa của dòng nhạc nào? Nhạc jazz, nhạc đồng quê, nhạc rock hay là nhạc rap? Xin mời bạn. Câu này thì em xin trả lời đáp án cuối cùng của em là B ạ. Nhạc đồng quê. Đáp án cuối cùng là B, nhạc đồng quê. Bạn có vẻ rất tự tin với phương án này. Vâng ạ, vì em rất là yêu thích ca sĩ này và nghe rất nhiều dòng nhạc. Vâng, thế thì không có gì để đắn đo cả. B là phương án trả lời chính xác.
Môn võ nào sau đây có nguồn gốc từ Uzbekistan? Pencak silat, kuras, taekwondo hay là judo? Xin mời bạn. Câu này thì em phân vân phương án B và phương án D. Phương án B và phương án D. Có lẽ là em sẽ xin quyền trợ giúp. Xin quyền trợ giúp, bạn sẽ sử dụng quyền trợ giúp gì? Em sẽ... xin quyền trợ giúp từ các nhà thông thái ạ. Các nhà thông thái, vâng, chúng ta có một nhà báo thể thao thì chuyện đấy đơn giản rồi. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với các nhà thông thái ạ. Xin chào hai anh. Xin hỏi là hai nhà thông thái đã sẵn sàng chưa? Chúng tôi sẵn sàng. Vâng, các anh đều đồng thanh sẵn sàng rồi. Và người chơi cùng với hai nhà thông thái sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Em xin đọc câu hỏi ạ. Môn võ nào sau đây có nguồn gốc từ Uzbekistan? A. Pencak silat, B. Kuras, C. Taekwondo, D. Judo. B em nhá. Pencak silat là của Indonesia, Judo là của Nhật, Taekwondo là của Hàn Quốc, Kuras là của Uzbekistan. B. Đáp án B đúng không ạ? Chắc chắn là đáp án B. Cảm ơn hai anh ạ. Có vẻ là một phần trợ giúp khá hiệu quả. Tôi thấy phần này là phần lớn là anh Hải trả lời. Còn khi anh Hải chọn B rồi thì anh Lục mới nói với theo B. Làm như kiểu là mình cũng biết ấy. Vâng, thế thì hai nhà thông thái có vẻ là trùng quan điểm với nhau. Vâng. Em xin chọn đáp án cuối cùng của em là B ạ. Đáp án cuối cùng là B. Hoàn toàn chính xác. Nhân vật chị dâu trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố có tên thật là gì? Lê Thị Đào, Lê Thị Mai, Lê Thị Xuân hay là Lê Thị Lan? Câu này thì em 80% là em nghiêng về phương án A là Lê Thị Đào. 80% là Lê Thị Đào. Còn 20% còn lại chia đều cho cô Mai, cô Xuân và cô Lan. Vâng ạ. Vâng. Nhưng mà em cũng muốn chắc chắn hơn về câu hỏi của mình. Thì có thể là em sẽ hỏi chị gái của em thêm ạ. Để cho thêm phần chắc chắn ạ. Như vậy là người chơi của chúng tôi quyết định sử dụng quyền trợ giúp là hỏi ý kiến người bạn đồng hành của mình. Và chúng tôi xin phép được mời bạn Hiền sẽ xuống dưới sân khấu để trợ giúp cho em gái của mình. Chị có nhớ cái tác phẩm này không? Vâng. Em chào anh. Em xin được trợ giúp cho em gái em. Nhân vật chị dậu trong tác phẩm Tắt đèn của Ngô Tất Tố có tên thật là Lê Thị Đào ạ. Tên thật là Lê Thị Đào. Dạ vâng. Hai bạn cũng đọc chuyện này rồi. Dạ vâng, ngày xưa cũng đi học rồi mà. Dạ, cũng đi học không? Tôi cũng học bài này. Chị chắc chắn được bao nhiêu phần trăm? Chị là đến 90-100% luôn đấy. 90-100%. Vâng. Vâng. Mình chọn nhé. Chọn là Lê Thị Đào nhé. Vâng. Thế thì em rất là tin tưởng vào chị gái của mình nên em sẽ chọn phương án cuối cùng của em là phương án A, Lê Thị Đào. Phương án A, Lê Thị Đào. Nếu giả sử là chị gái của bạn tư vấn sai thì bạn có dám ý kiến gì không? Em sẽ bắt chị mời em một bữa ăn thật là ngon ạ. Đơn giản thế thôi. Vâng. Anh Dậu tên đầy đủ là Nguyễn Văn Dậu. Vâng. Ngày xưa thường chỉ là Nguyễn Văn hoặc Trần Văn hoặc Lê Văn thôi. Nguyễn Văn. Và cũng theo cách gọi ngày xưa thì thường người ta gọi những người vợ trong nhà theo tên của chồng. Và vì các cụ ngày xưa cũng đẻ nhiều nên cũng lười nghĩ tên. Như bây giờ mình đẻ ít thì còn chọn tên rồi xem tên. Chứ các cụ ngày xưa cứ đẻ năm nào thì chọn tên năm đấy. Nhiều khả năng là anh Dậu đẻ ở năm Dậu. Nên là anh ấy tên luôn là anh Nguyễn Văn Dậu. Vậy thì tên vợ của anh ấy là gì? Là Lê Thị Đào. Và xin chúc mừng hai bạn. Xin chào mai. Vâng. Tên của hoa nào sau đây bắt nguồn từ tiếng Ba Tư và được dịch sang tiếng Latin có nghĩa là khăn xếp? Hoa mẫu đơn, hoa tulip, hoa cẩm chướng hay là hoa sen? Mời bạn. Câu này thì em có thể loại được phương án A. Phương án A, hoa mẫu đơn. Tại sao ạ? Để em nhớ tên Latin của hoa mẫu đơn không phải bắt nguồn từ Ba Tư. Câu này thì cho em xin gọi cho người thân ạ. Như vậy là người chơi của chúng ta đã quyết định lựa chọn quyền trợ giúp là gọi điện thoại cho người thân. Và bạn sẽ gọi điện cho ai ạ?
Em xin gọi điện cho bạn chị Ngọc Phúc là bạn đồng nghiệp của em ạ. Bạn Phúc ạ? Vâng ạ. Vâng ạ. À, chúng tôi xin phép được kết nối cùng với bạn Phúc ạ. Dạ alo ạ. Vâng, xin chào bạn Phúc ạ. Dạ vâng, em chào anh ạ. Bạn Phúc ơi, tôi là Tiến Dũng và đang gọi điện cho bạn từ trường quay của chương trình Ai Là Triệu Phú. Dạ vâng, em chào anh Dũng ạ. Vâng, tôi đang ngồi với bạn đồng nghiệp của bạn, bạn Thu. Và bạn Thu đang gặp một chút khó khăn với một câu hỏi về hoa. Và bạn Thu đã tin cậy để gọi điện nhờ bạn tư vấn. Bạn sẵn sàng chưa ạ? Dạ vâng, em sẵn sàng rồi ạ. Vâng ạ. Bạn đã sẵn sàng thì hai bạn sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. Và 30 giây bắt đầu. Phúc ơi giúp chị, tên của loài hoa nào sau đây bắt nguồn từ tiếng Ba Tư và được dịch sang tiếng Latin có nghĩa là khăn xếp? Có nghĩa là gì ạ chị? Khăn xếp. Khăn xếp ạ? Ừ, khăn xếp. Chị đọc đáp án nhé. A. Hoa mẫu đơn. B. Hoa tulip. C. Hoa cẩm chướng. Và D là hoa sen. Còn 8 giây. Nhanh. Tôi trả lời là hoa tulip chị nhé. Hoa tulip. Chắc chắn không? Có vẻ như là vẫn kịp cho câu trả lời. Vâng ạ. Em xin lựa chọn phương án cuối cùng của em là B. Hoa tulip ạ. Phương án cuối cùng là B. Hoa tulip. Khăn xếp tiếng Latin thì nó được gọi là tulipan. Và đó là hoa tulip. Chúc mừng bạn. Nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của quân đội nhân dân Việt Nam là ai? Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Chiên hay là Nguyễn Thị Định? Xin mời bạn. Câu này thì em cũng không có một cái kiến thức nào. Anh cho em xin quyền trợ giúp 50-50 ạ. Vâng ạ, người chơi của chúng tôi quyết định sử dụng quyền trợ giúp 50-50. Xin nhờ máy tính bỏ giúp cho hai phương án không chính xác. Đúng hai nhân vật em cũng không có quá nhiều thông tin. Hai nhân vật bạn không có quá nhiều thông tin, nhưng có vẻ là một người bạn cũng có một chút thông tin. Chỉ là bạn thấy cái tên quen thuộc. Vâng. Nhưng mà cũng không chắc chắn lắm cho cái câu hỏi này. Đứng trước một cái câu hỏi mà em không có quá nhiều kiến thức như thế này thì để cho chắc chắn thì em xin được dừng cuộc chơi. Bạn xin dừng cuộc chơi. Vâng. Vâng ạ. Người chơi của chúng ta đã chọn phương án là dừng cuộc chơi tại đây để bảo toàn phần thưởng hiện nay của bạn đang là 14 triệu đồng. Và nếu như được đưa ra một phương án lựa chọn cho câu này với hai phương án đang còn lại trên màn hình, bạn sẽ lựa chọn phương án nào? Em sẽ lựa chọn phương án B là Nguyễn Thị Bình. Là phương án người... B vâng, là Nguyễn Thị Bình. Nhân vật mà em đã từng nghe thấy tên. Vâng, cô Bình là một nhà ngoại giao và sau thì cô còn đảm nhận chức vụ là Phó Chủ tịch nước. À, vâng. Vâng. Cô còn là cháu của nhà hoạt động cách mạng Phan Chu Trinh, cháu ngoại. Và đấy là một thêm một vài thông tin, nhưng đấy không phải là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn vì đã lựa chọn phương án là dừng cuộc chơi tại đây. Phương án đúng là Nguyễn Thị Chiên. Vâng, cô Chiên là chỉ huy đội du kích tán thuật nổi tiếng và được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân khi mới 22 tuổi. Vâng. Và bạn sẽ ra về với phần thưởng là 14 triệu đồng. Xin chúc mừng bạn Hoài Thu đến từ Thanh Hóa. Chúng ta dành một tràng pháo tay để...